xuyên suốt vũ trụ điện ảnh Marvel, Thor được coi là thành viên mạnh nhất của nhóm Avengers và đã sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau, trong đó mạnh nhất vẫn là hai cây búa thần Mjolnir và Stormbreaker. Như khán giả đều biết, sau khi búa thần Mjolnir bị chị gái mình là Hera phá hủy, thì người hâm mộ bắt đầu tò mò xem liệu Thor có tiềm năng như thế nào nếu không có sự trợ giúp của cây búa thần. Mặc dù sau này Thor vẫn triệu hồi được sức mạnh sấm chớp thần thánh của mình mà không cần tới chiếc búa. Tuy nhiên, để đối đầu với những đối thủ cực mạnh và được trang bị toàn những vũ khí siêu hạng trong vũ trụ, thì Thor vẫn phải đi tìm một vũ khí cho riêng mình. Sau khi Thor có thêm chiếc rìu Stormbreaker trong phần Endgame khi đối đầu với Thor nữa, thì câu hỏi mà người hâm mộ đặt ra lúc này là đâu mới là vũ khí mạnh nhất của thần sấm? Stormbreaker và Mjolnir là hai vũ khí dành riêng cho Thor, nhưng chúng cũng có những sự khác biệt nhất định. Nếu như búa thần Mjolnir chỉ có thể được sử dụng bởi những người được gọi là xứng đáng, thì điều tương tự không được áp dụng cho rìu thần Stormbreaker. Lời nguyền sự xứng đáng này được yểm bởi vua Odin, thế nên chỉ cần ai đó xứng đáng thì việc sử dụng được búa thần và triệu hồi được sức mạnh của nó mà không cần biết đến thể chất của họ mạnh yếu ra sao. Lời nguyền đó như sau: bất cứ ai cầm được cây búa này, nếu xứng đáng, người đó sẽ sở hữu sức mạnh của Thor. Hiện nay trong vũ trụ Marvel đã có hai nhân vật ngoài Thor nhắc được búa thần Mjolnir, đó là Vision trong phần Đế chế Ultron và Captain America trong phần Endgame. Và chúng ta đã thấy Captain sau khi cầm được chiếc búa thần đã đánh Thanos như thế nào rồi đúng không? Mới xuất hiện trong phần 2 của phim nên thông tin về chiếc rìu Stormbreaker này tương đối mập mờ. Sau khi mất búa, Thor cùng Groot và Rocket đến hành tinh Nidavelli nhờ Thor rèn Elric rèn cho mình một vũ khí có thể giết được Thanos, và Stormbreaker ra đời từ đó. Vậy rìu Stormbreaker mạnh đến cỡ nào? Theo lời người Thor rèn này thì chiếc rìu là vũ khí của vua mạnh nhất Asgard, và nó có thể triệu hồi được cầu vòng Bifrost. Quả thật Thor đã gọi được cầu vòng Bifrost và chiếc rìu và dùng nó đến thẳng trái đất. Khả năng của nó được thể hiện rõ hơn trong trận chiến khi Thor phi thẳng chiếc rìu vào ngực Thanos. Kể cả sức mạnh găng tay vô cực sau khi đã có đủ 6 viên đá vô cực cũng không thể ngăn nổi nó. Còn phần đoạn đầu của Endgame, Thor dùng chiếc rìu chém bay đầu Thanos dễ như chém bùn. Điều đó chứng tỏ Stormbreaker rất mạnh và cực kỳ sắc bén. Ngoài khả năng tự có, chiếc rìu này còn gia cường sức mạnh của bản thân Thor. Thor có thể dùng chiếc rìu này để thay đổi thời tiết, gọi sấm sét, dùng nó làm vũ khí cận chiến. Nó cho phép Thor bay với tốc độ siêu nhanh, có thể tự bay đến tay của Thor khi được triệu hồi. Cũng giống như Mjolnir, Stormbreaker được tạo ra từ kim loại bí ẩn có tên là Uruk, nên nó gần như không thể bị phá hủy. Hiện tại chưa có gì trong vũ trụ Marvel có thể phá hoại được chiếc rìu này. Thứ duy nhất mà Stormbreaker không có là pháp thuật xứng đáng của Odin yểm vào. Ai đủ sức mạnh thể chất đều có thể nhắc được chiếc rìu và dùng nó. Dĩ nhiên, họ sẽ không có các khả năng của Thor như bay hay gọi sét, song vẫn có thể dùng chiếc rìu để chặt và chém. Trong trận chiến ở phần Endgame, Thanos đã chụp được chiếc rìu của Thor khi Thor gọi đến, và suýt chút nữa đã dùng nó chém xuyên qua ngực thần sấm. May mà Captain can thiệp kịp thời. Hiện tại vua Odin đã mất, thế nên trong tương lai nó khó có thể được yểm bởi bất kỳ một loại pháp thuật nào. Mjolnir mạnh như thế nào? Người hâm mộ đã thấy Thor và Mjolnir gắn bó với nhau kể từ khi Thor phát hành năm 2011, và Mjolnir đã thể hiện sức mạnh và khả năng kể từ đó. Không giống như Stormbreaker, Mjolnir là vũ khí đặc biệt được tạo ra dành cho Thor. Nhờ bùa phép của Odin mà chỉ có những người được gọi là xứng đáng mới có thể nhắc được, chưa nói đến việc sử dụng được nó. Thor có thể gọi chiếc búa ở bất kỳ khi nào. Nhờ nó anh có thể bay, thay đổi thời tiết và dùng sấm sét để tấn công. Tuy nhiên chiếc búa lại không bền cho lắm so với Stormbreaker, vì nó bị Hera phá hủy tương đối dễ dàng. Dựa theo lời của thợ rèn Eldritch, Stormbreaker xem thường khó phá hủy hơn so với Mjolnir. Tại sao Stormbreaker là vũ khí mạnh nhất của Thor? Lý do đầu tiên là Stormbreaker lớn hơn và dài hơn. Bản thân nó là một chiếc rìu, có cảnh sát gây ra được những vết thương lớn và sâu hơn, nguy hiểm hơn hẳn một chiếc búa Mjolnir gây ra bởi những lực phân tán trên bề mặt tác động.
Scott Baker xuyên qua cái áo giáp của Thanos và giết chết hắn, áp đảo sức mạnh của các viên đá vô cực. Nó cũng cứng cáp bền bỉ hơn hẳn so với Mjolnir. Thứ hai, nó có thể triệu hồi được cầu vòng Bisport. Điều này có nghĩa chỉ cần cầm chiếc rù trong tay thì Thor có thể di chuyển thoải mái đến tận mọi nơi ở chính thế giới ngay lập tức. Đây là điều mà Mjolnir không thể làm được. Và có một sự thật trong phần Endgame, khi Captain America đang sử dụng Starbreaker, Thor đã nói đùa với Captain rằng: "Không, bạn lấy cái nhỏ hơn mà dùng đi." Và Captain nhanh chóng phải quay lại sử dụng búa Mjolnir. Và điều này cho thấy Thor thích Starbreaker hơn. Dù đây chỉ là câu nói đùa, song nó cũng đóng vai trò trong việc xác định đâu là vũ khí mạnh hơn và Thor thích dùng cái nào hơn. Xét cho cùng, có vẻ như Thor thích cầm cả hai vũ khí trong tay khi chiến đấu. Nhưng nếu để lựa chọn, thì có vẻ anh chàng vẫn thích sử dụng chiếc rù thần Starbreaker hơn. Và đúng như vậy, bởi vì nó mang lại cho anh sức mạnh và sự linh hoạt hơn chiếc rù Mjolnir